Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh VBOKIS Coloring. Hôm nay chúng mình cùng vẽ và tô màu một bạn thỏ đang ăn cà rốt nha. Vẽ chiếc đầu tròn xe này. Vẽ đến phần thân hơi cong cong. Rồi tiếp đến là chân trước. Vẽ chân sau cũng ở tư thế cong gập vào vì bạn thỏ đang ngồi ăn mà. Chiếc đuôi cũng tròn xe luôn vì đuôi thỏ rất ngắn. Nhưng bù lại bạn ấy có đôi tai rất dài. Vẽ chiếc mũi gần giống hình tam giác, từ mũi kéo xuống một nét dọc và hai nét cong như kiểu số 3 ngược. Vẽ củ cà rốt nằm ngang vì bạn ấy đang ăn. Đây là món khoái khẩu của thỏ. Vẽ thêm đôi mắt cho bạn ấy nữa, vậy là ổn rồi. Thỏ trong tiếng Anh là gì các bạn còn nhớ chứ? Đúng rồi, là rabbit. Chúng mình tô dặm viền hình vừa vẽ cho đậm nét và ấn tượng hơn nhé. Cũng giống như các loài vật khác, thỏ cũng có rất nhiều giống loài. Do sống ở các khu vực khác nhau hay môi trường khác nhau mà thỏ sẽ có hình dáng hoặc kích thước khác nhau đấy. Trên thế giới có tới 80 giống thỏ. Thỏ cũng là loài vật rất thính và tinh. Dù trong đêm tối, thỏ vẫn có thể phát hiện ra tiếng động nhỏ xung quanh và vẫn nhìn thấy và ăn uống được bình thường. Tô viền xong thì chúng mình cùng tô màu cho bạn thỏ nhé. Màu hồng nhạt, light pink, tô cho phần đầu của thỏ. Chỗ vẽ mũi, miệng và củ cà rốt thì lát chúng mình tô màu khác nhé. Bạn thỏ có bộ lông màu hồng nhạt trông thật là ngọt ngào như viên kẹo ấy. Tô tiếp màu hồng xuống phần thân của thỏ nhé. Tô ven theo viền của nét vẽ thì sẽ không bị lên màu ra ngoài. Những góc uốn cong chỗ chân thỏ chúng mình tô từ từ, đừng để lên màu ra ngoài đó nha. Màu hồng đậm, dark pink, tô cho đôi tai dài của thỏ và chiếc đuôi tròn như cục bông của bạn ấy. Màu cam, orange, tô củ cà rốt. Màu xanh lá, green, tô cho chiếc lá trên củ cà rốt nhé. Trông củ cà rốt tươi ngon quá, bảo sao bạn thảo thích mê. Vậy là hôm nay chúng mình đã biết cách vẽ một bạn thỏ xinh này. Biết cả món khoái khẩu của bạn ấy là cà rốt nữa này. Ai thích ăn cà rốt giống thỏ không nào? Ra vườn thu hoạch với thỏ rồi cùng thưởng thức. Cà rốt ngọt lịm và giòn lắm đó.
Để không bỏ lỡ tập tô màu nào, các bạn nhớ bấm like video, chọn đăng ký kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập mới nha.